Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay mình cho các bác mẫu xe đạp địa hình của Chopit, là mang cái model là Chopit Martinez, mẫu xe đạp phổ biến của dòng Chopit thương hiệu của Pháp, trang bị bộ sóc hơi và full bộ chuyển động Shimano DOG, bánh 26 inch đi vòng túi lổ nhôm nước sơn nguyên bản. Do là đã qua quá trình sử dụng nên là phần sơn chiếc xe nó còn không được giữ cái độ mới cái ban đầu. Xuất hiện là những cái vết xước do là xe bãi nên là không thể tránh khỏi. Xây toàn bộ được điêm sườn dòng chú tít mắc kinh nhất dòng địa hình phổ biến nhà chú tít Pháp. Về phần ghi đông thì chiếc xe được trang bị đôi tay bấm Shimano DOG, phanh dầu Magura, các loại phanh này rất là xịn, rất là xịn, trang bị bộ giảm xóc hơi của Edison 26 inch, bánh đi vòng đĩa trục rỗng và được trang bị full bộ chuyển động Shimano DOG 10 tầng lip và 3 tầng đĩa. Máy sau đi vòng cuối lỗ. Đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Size của chiếc xe em đo từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 43 cm, từ khóa cổng yên đến tâm cổ phốt là 56 cm. Chiếc xe của các bác từ khoảng 1m60 đến 1m70 thì phù hợp. Để tầng lít 3 tầng đĩa, chiếc xe có 30 tốc độ khác nhau. Xe nó đến trên hình rất là mượt mà. Chiếc xe đang bán lên mức giá là 9,5 triệu bao ship toàn quốc cho tất cả các bác thể hết tiền. Với mức giá 9,5 triệu mà các bác được một chiếc xe điện hình số hình rất là cao với là full DOG, sóc hơi và phanh dầu Magura, 9,5 triệu nó ship toàn quốc và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình và như cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác và đang lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video này và gặp các bác trong những video lần sau.